Vấn đề thứ ba đó là cái về vấn đề về phổi. Vậy thì trước đây chúng ta được biết như là những người hút thuốc lá thì có hại cho sức khỏe. Vậy thì chúng ta cứ tưởng tượng xem nếu như với cái hàm lượng hóa chất mà có trong cái tiệm nail của chúng ta mỗi ngày thì so với cái khói thuốc thì bên nào độc hại hơn? Chắc chắn rằng những cái không khí, những cái hóa chất mà chúng ta hít phải hàng ngày trong tiệm nail sẽ độc hại hơn rất nhiều so với những người hút thuốc. Vậy thì với cái sản bằng cách nào để chúng ta có thể giúp cho cái phổi của chúng ta nó hoạt động ở chế độ tốt nhất đấy. Thì cái sản phẩm kế tiếp mà tôi muốn chia sẻ với các bạn đó là Codimax. Đây là một cái loại dược thảo khá đặc biệt, nó có chứa đông trùng hạ thảo trong đây và nó sẽ hỗ trợ cho cái chức năng của phổi chúng ta. Và với cái sản phẩm này thì chỉ cần sau khi sử dụng 15 đến 30 phút là chúng ta thấy nó phát huy tác dụng ở nó giúp cho cái phổi phục hồi lại những cái tế bào phổi, giúp cho cái phổi nó khỏe này, và còn tạo cho cơ thể chúng ta có một cái năng lượng, một cái energy và kéo dài cái sự dẻo dai, tăng cường cái sức mạnh của mình. Và đặc biệt là đối với những người làm nail vào cuối tuần khi mà chúng ta phải đông khách quá thì chúng ta làm việc đến chiều mà cảm thấy mỏi mệt á, thì với cái sản phẩm này chỉ cần buổi sáng chúng ta dùng 2 viên, buổi sau buổi trưa chúng ta dùng 2 viên nữa thì chúng ta làm việc cả ngày vẫn thấy là khỏe và ngày hôm sau vẫn thấy là bình thường để chúng ta tiếp tục cái công việc vào những ngày cuối tuần. Trước đây cảm thấy mệt mỏi thì bây giờ không lo lắng nữa, đã có Codimax để giúp chúng ta giải quyết cái tình trạng đấy. Và sau khi đi làm về nhà chúng ta vẫn cảm thấy tỉnh táo và sảng khoái. Thì đó là cái lợi ích của sản phẩm này mang lại. Vậy thì với ba cái sản phẩm Nutrify, Detox và Codimax đã giúp cho chúng ta làm sạch và bảo vệ được cái sức khỏe của cái đường hệ tiêu hóa của chúng ta, đó là làm sạch đường ruột. Cái thứ hai đó là cái gan và thứ ba đó là phổi. Vậy thì với ba sản phẩm này chúng ta chỉ cần bỏ ra mỗi ngày 2 đồng để chúng ta bảo vệ và duy trì cái sức khỏe của mình ở cái trạng thái tốt. Và sau khi mà làm sạch cơ thể rồi, nếu như những ai muốn tăng cường cái sức đề kháng của mình để ngăn chặn giảm nguy cơ các loại bệnh tật nữa thì một cái sản phẩm rất là cần thiết cho những người làm nail đó là cái Lipac Nano. Và tôi nghĩ rằng không chỉ những người làm nail mà tất cả mọi người, vì đây là một cái sản phẩm nó có chứa tới hơn 30 cái thành phần vitamin và khoáng chất, cung cấp một cái lượng dinh dưỡng khá là hoàn hảo vào cái khẩu phần ăn mỗi ngày của chúng ta để tạo ra cái sức khỏe dẻo dai và đầy đủ các chất dinh dưỡng. Đó là những cái sản phẩm mà tôi nghĩ rằng đặc biệt những người làm nail rất là cần để sử dụng.